vay trả có hồi, còn tôi vay trả cả đời chưa xong. Vay tình mắt sắc nưng ong, trả cho nục bát năm đông tháng ngày. Bài thứ hai là vay em. Vay em những nụ cười tươi, vay em ánh mắt, đôi môi đợi chờ. Vay em sửa nễ ông tơ, rồi anh trả nốt phần thơ em đòi. Bài thứ ba là nợ em. Nợ em con mắt lá dâm, nợ em cái niếp đáng trăm quan tiền, nợ em một nụ cười duyên, nợ sau anh trả chấm chấm sắm thuyền rước dâu. Xin hết ạ. À, xa bà. Cái gì nữa nhỉ? Hôm nay ta tạm xa bà. Còn câu thứ hai gì nhỉ? Đi với người khác thế mà thấy hay. Ok, ta tạm xa bà, ngày mai ta lại về nhà cùng vui. Sa pa ta đã đến rồi, quyết tâm nên đến tận nơi đỉnh đầu. Chụp ảnh nhìn rõ mặt nhau, ngắm trời ngắm cảnh một màu mờ sương. Tàu hỏa đón ta đoạn đường, cáp treo đang đợi vấn vương nỗi gì. À, mai kia rảnh việc lại đi, tham quan đây đó còn gì vui hơn. Xin gửi mấy lời cảm ơn, lần sau tổ chức còn hơn thế này. Hello. Sắc màu chợ phiên xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba trai hát gọi con gái đắm say bên chợ anh về cùng xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba
đắm say hương trà, anh về buồn em. Trời mọc lên từ má em, cô nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, nơi gặp gỡ đất trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say tiên chờ. Ai về cùng xa ba? Kể cả lái xe, Sapa ta đến cùng về hôm nay. Thời gian tuy có 2 ngày, nhưng nhiều kỷ niệm rất hay trên đường. Đỉnh cao cao nhất Điệp Trùng, dương cao cờ đỏ anh hùng oai phong. Tàu điện lên xuống một vòng, cáp treo nơ nửng trên không mịt mờ. Ngoài trời gió lạnh nơ thơ, đoàn ta vẫn dạo, vẫn chờ gọi nhau. Người đi chậm, người đi mau, người còn lưu luyến với màu hồng tươi, hoa đào rực nở bên đồi. Tưởng như hé nở nụ cười với ta, từng đoàn trai gái trẻ già không quên tâm niệm vào ra lễ chùa. Chạy qua thác bạc một tour, mùa này khô nước phải chờ khi sau. Mọi người lại muốn mau mau về nhà ăn tối, chải đầu nghỉ ngơi. Sáng ra bát phở to rồi, ra quán hối hả mọi người tranh nhau, nào khăn, nào thuốc, chữa đau. Đoàn trưởng nhắc bảo đi mau Hàm Rồng, nơi đây cảnh đẹp vô cùng, non xanh nước biếc chập trùng Sapa. Tạm biệt, đoàn sắp về nhà, tối nay lại được chan hòa niềm vui. Lần nữa xin chúc mọi người bình an mạnh khỏe, cuộc đời hiển vinh. Không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Sao anh không nhớ sáng mai bắn tắt rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn đây. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người, thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ôi tim anh nói sóng môi bắn vào điểm đen. Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng, vì mai tay súng vững vàng làm sao? Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh? Vì sao ơi hỡi cô nàng? Vì anh đã có mưa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên chúng vòng mười, thì em đây sẽ là người của quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của
chàng, ngày mai đi vẫn thương nàng lắm chi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón, kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người, thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ôi tim anh nói, sóng môi bắn vào điểm đen. Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng, vì mai tay súng vững vàng lắm. Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh nói? Vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có mưa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười, thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Xuống cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra, anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thập ngọn lửa tình